mẹ cho mày nhắc đi. À, được rồi, mày không là phải gì vậy hả? Không phải, em nghe giải thích ra. Không phải, không phải cái gì? Tao vừa đi được một tí, mày làm gì vậy? Mày con này mày ngồi lại tao xem. Không anh... làm gì sai thì ai sai, tao sai à? Anh sai, nó không có sai đâu. Mày cầm mồm. Em đừng làm gì nó. Nó thân hình bé bỏng, em đừng làm gì nó. Mọi người vẫn là gọi là công cuộc gọi là xin lời kiếm bỉm cho nhím đây mọi người. Thì đây là con game Cao Win, thì mình cũng hay giới thiệu cho mọi người con game Cao Win này, mình để link ở phần mô tả mọi người nhé. Con game này giúp mình xin lời hàng ngày này đó. Thì bây giờ mọi người cùng mình vào xem mà con game này có gì hot mọi người nhá. Đầu tiên mọi người vào, người vào sự kiện này đấy, mọi người báo danh hàng ngày đó, xin chúc mừng nhận xu nhá mọi người nhá. Mọi người xu chia sẻ này, mọi người chia sẻ với anh em bạn bè quét mã giờ mọi người sẽ được nhận hoa hồng mọi người nhá. Đó thì đầu quan trọng nhất là mọi người đừng bỏ lỡ phần thông báo sự kiện của game nhiệm vụ cuối tuần bắt đầu này. Thì mọi người cùng tham gia thử thách để nhận nhiều phần quà lớn mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ giúp mọi người cách xin lời này. Bây giờ mình sẽ vào gọi là Long Hổ đi. Đấy, test cầu, mình test cầu làm 100k thôi, test cầu làm quả long thôi, nhẹ nhàng thôi mọi người. Nói chung là long hổ này có hai bên long và hổ, cho nên mọi người đưa ra quyết định đúng đắn nhất để đạt bên long bên hổ mọi người nhá. 100% về long không nói nhiều. Nhở, nhím nhở. Yếu quá. Rồi, 8 bắn ngay rồi. Đấy, 87 ok chưa anh em? Long thắng bây giờ nói chung là ra mình có tiền rồi đúng không? Thì anh em mình ra mình rút chỉ anh em cách rút nạp nhá. Đấy, có từ cổng 1 đến cổng 6 nha mọi người, đứng e-banking đây, có rất là nhiều cổng nạp luôn. Và phần đổi thưởng ở đây mọi người nhá, mọi người kích thêm số tài khoản vào này, mọi người thêm số tài khoản vào ngân hàng, xác nhận số tài khoản vào ok ngay mọi người, nhìn lịch sử rút tiền của mình này, rất là nhiều luôn. Đó, mọi người nhìn lịch sử rút tiền của mình ok chưa? Đó thì con game này mình có để phần mô tả mọi người nhá, và mình nhận link mình là nhận tặng code 20k, 50k, 100k free luôn. Đó thì bạn nào mà muốn trải nghiệm game và muốn kiếm tiền online thì kích phần mô tả để trải nghiệm game mọi người nhá. Ok. Ui. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của mình. Mình là Tuấn Anh, một thằng thích chôn con vợ nhất của đất đây mọi người. Thì ngày hôm nay là vợ mình với cả nhím là đi ăn cưới rồi. Đấy, thì hiện tại bây giờ là cũng gọi là tầm trưa rồi, chúng cũng gọi là gần về rồi đấy. Nhưng mà thì mình lại ngày hôm nay mình lại có một gọi là một ý tưởng khá là táo bạo, khá là độc đáo. Đấy, thì mình vừa order được một em chân dài ở trên mạng về mọi người ấy. Thì ngày hôm nay ý tưởng ngày hôm nay là đây cho mọi người xem. Đen đen. Đây gọi là em chân dài của mình mọi người. Ê, mọi người xem cận cảnh nhá. Chu bằng. Đây mọi người, đây là vợ hai của mình mọi người. Đấy. Đó, thì mình vừa được order em Malacanh này ở trên mạng về xong. Và thêm bộ tóc giả nữa mọi người, đấy giống thật không? Đấy, thì mọi người nhìn thấy như thế này là biết mình làm chủ đề video gì rồi đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là thực hiện một cái một màn chôn cho con vợ mình, là mình dẫn gái về phòng ngủ xem nào. Kiểu là tạt té vụng trộm đứa khác xem con vợ mình cảm giác như nào mọi người nhá. Đó, thì mình cũng mất cả buổi sáng để mình gọi là chỉnh chu cho em ấy xinh gái hơn vợ mình, nhưng mà không được mọi người, nhìn mặt đã biết là xấu rồi, đã biết là xấu rồi. Đấy thì mình vừa ấy chôm được cái áo rồi, chôm được cái áo của vợ mình ấy. Trời ơi, trời ơi. Đứng bó mẹ đi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi con vợ mình dựng camera, đợi con vợ mình và thực hiện luôn clip cho mọi người xem mọi người nhá. Bạn nào thấy clip mình hay nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like để ủng hộ mình mọi người nhá, để mình có động lực càng ngày càng ra clip chôn độc đáo hơn để cho mọi người xem chứ đấy. Và mọi người đừng quên cho mình xin đăng ký kênh mọi người nhá. Ok. Anh thương ngài. Em to. Em to bà này. Có thích không? Ok, bây giờ mình sẽ giả vờ đắp chăn lại hôn hé tôn té đấy. Đây đằng sau này. Nhìn đúng thật đấy mọi người, thật ra là đây con Malacanh này. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện luôn clip mọi người nhá. Mình sẽ dựng camera đã và đợi con vợ mình về thôi. Chị về nhá. Mày em về lúc nào? Em về lúc nào? Hả? Về lúc nào? Nhìn. Sao em về in đấy? Em muốn à? Dạ. Cái gì à? À, cái đi ăn cưới về à con?
ghê, con đi ăn cưới vậy à? Làm gì đâu? Đâu gì à? Thôi đi, đi. Cho chúng ta đây đi thay quần áo đi đã, xong lấy. Bỏ ra! Đi! Tao bảo mày bỏ ra! Em đi thay quần áo đi. Thay quần áo đi, xong rồi. Tao không đi thay ấy. Thay quần áo đi xong rồi vào. Mày im. Gì? Cái gì đây? Gì? Quần áo chân chứ có cái gì đâu. Ôi, tao bảo bỏ ra. Gì ơ? Đi ra đây đã. Đi ra đây đã. Chứ em đi thay quần áo đi, thay quần áo đi thay quần áo đi đã. Có cái gì mà mày cứ cản tao ấy nhỉ? Có cái gì đâu ấy mà. Mày lại làm gì giống tao phải không? Chỉ giống em làm gì? Thì bỏ ra. Bỏ ra. Tao nhớ mày à? Không có gì, việc gì phải tránh. Có cái gì đâu. Bỏ. Em cứ đi thay quần áo đi đã, mới về. Tao không đi thay, tao không về, tao khỏe lắm. Mẹ nhà mày nhắc đi. Được. Mày làm cái gì vậy? Hả? Không phải, em nghe giải thích ra. Không phải. Không phải gì, tao vừa đi được một tí mày làm. Mày làm cái gì ấy? Con nào đây? Mày. Không phải, em buồn cười thế nhở? Bỏ ra không? Nào đi, quát con tôi khóc. Tao không thay đấy. Mày. Nghe giải thích ra. Mẹ nghe giải thích đã. Cái này bỏ tao ra không? Em nghe giải thích, em đi thay quần áo đi đã. Mẹ, con này mày mở ra tao xem. Không có gì đâu, con nào đâu. Mày đi ra không? Đi ra. Đi ra ngoài này nhai. Em nghe giải thích đã. Em đừng đánh nhau. Em bị điên à, giận thế đại nào. Bỏ ra. Em bị rồ à? Đừng đánh. Mày thấy tôi bênh rồi đúng không? Sẽ giải thích đã. Thật sự sẽ giải thích em bước đi thay quần áo xong rồi đấy. Nhanh nhanh. Mày đem đi cưới mệt rồi nhanh. Tao không mệt. Nhanh. Mà mày thấy tôi bênh rồi đúng không? Không phải là bênh mà là em đừng đánh nó. Nó có làm gì sai mày, đâu. Anh sai. Anh sai không mày, phải nó sai. Đây mày nói. Đừng đi đâu. Bỏ ra. Anh sai, không phải nó sai. Nên em cho nó đi, em cho nó về. Em cho nó về anh em giải quyết sau. Không. Em cho nó về đi, em cho nó về anh em giải quyết sau. Không. Nó không làm gì sai cả. Tao thách là bước ra khỏi đây ấy. Nó không làm gì sai. Bỏ ra. Mày cứ ở đây mà nói. Nó không làm gì sai em. Bỏ ra. Không anh... làm gì sai, thì ai sai, tao sai à? Anh sai, nó có sai đâu. Mày cơ mồm. Anh chưa làm gì cả, nó mới đến đây nằm thôi. Mình ngờ lắm không? Nằm thôi à? Thế giờ ấy lúc chúng mày làm gì tao biết làm sao? Anh bảo không phải làm gì cả. Mày cứ ra. Đừng. Em đừng làm gì nó. Nó thân hình bé bỏng, em đừng làm gì nó. Mẹ mày nhá. Bé này. Mày. Thế bây em muốn làm gì nó? Mày cứ bỏ ra. Thì đây bỏ thì bỏ. Mày sợ cái đéo gì đây này, bỏ này. Này. Bỏ. Đây làm gì thì làm đi, đây này làm đi này, này làm đi này, làm đi này. Gì đó không hay là để anh nào? Hả? Chàng người kia mệt lắm. Điên cưới về gì mà ghê gớm thế hả? Chôn một tí thôi mà. Yêu hay là cho đi thật tí nhỉ? Đi luôn đi nhỉ? Ừ nhá. Ok mọi người. Đấy thì màn chôn của mình mọi người thấy bán đạo thành công chưa? Bạn nào mấy clip mình hay nhớ cho xin mình xin một đăng ký kênh, một like mọi người nhá. Đấy. Thì đây là con Malakanh gọi là không xinh lắm nhưng mà gọi là thực hiện đã giúp mình thực hiện một màn chôn này thì ok, cảm ơn mày rất thương lắm. Ok. Đó bây giờ thì bye bye tất cả mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp mọi người nhá. Bye bye.